Và bây giờ là đến phần dự thi của quận 12. Bài đầu tiên là bài ca cổ nhạc của thí sinh Lê Minh Tâm với bài Mùa Hoa Đào, tác giả của Việt Sơn. Sáng xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, nhớ chiếc lá xa cành về cõi người. Hồ Gươm đây gương mặt vẫn rạng ngời, nhạc cánh đào rơi luôn bồi hồi trong. Thắm nụ cười duyên. Em ơi, tôi không phải kẻ tình suy, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ giới qua đau. Chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào, không kiêu sa, không mượn mà quyến rũ. Sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay, dương đường dài nào ngại gió sương, nay được về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân nào ơi nở dội, để tôi được ngồi ngồi nhìn lại. Kỷ niệm mới vừa quen.
Thank you.